Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có cho bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, xác nhận ra mắt vi xử lý mới. Sau thành công của vi xử lý top đầu Dimensity 9300, MediaTek đang chuẩn bị giới thiệu một sản phẩm mới có giá phải chăng hơn là Dimensity 8300. Theo thông báo của hãng, buổi ra mắt con chip này sẽ diễn ra trực tiếp trên mạng xã hội Weibo vào ngày 21 tháng 11 tới, lúc 15 giờ theo giờ Việt Nam. Theo nguồn tin rò rỉ nội địa, Dimensity 8300 sẽ có một nhân Cortex X3 2.8 GHz, 3 nhân Cortex A715 2.4 GHz và 4 nhân Cortex A510 1.6 GHz. Phần xử lý đồ họa sẽ được khởi động bởi con chip Mali G52MC6 tốc độ 850 MHz. Đáng chú ý, vi xử lý mới được cho là sản xuất trên tiến trình 4 nanomet của TSMC, giúp tối ưu hóa công suất hoạt động. Với cấu hình khá mạnh và quy trình sản xuất tiên tiến, Dimensity 8300 hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm tốt cho phân khúc tầm trung. Tin tức tiếp theo, Redmi Note 13R Pro bất ngờ lộ toàn bộ. Redmi Note 13R Pro tiếp tục lộ thông tin trước ngày ra mắt. Theo những điều vô tình được hé lộ trên website của China Telecom, smartphone này sẽ tích hợp màn OLED 6.67 inch, 120Hz, RAM 12GB, bộ nhớ 256GB và viên pin 5000 mAh. Báo cáo cũng cho biết máy có phần cứng đỉnh cao với 3 camera sau, cả bên chính là 108 chấm. Nhiều nguồn tin cho rằng sản phẩm sẽ sử dụng Dimensity 6080 của MediaTek. Đây hứa hẹn sẽ là một trong những chiếc Redmi phổ thông mạnh nhất hiện nay. Thông tin cũng xác nhận máy có giá bán khoảng 6,7 triệu đồng cho bản 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Chỉ còn đúng 4 ngày nữa, Redmi sẽ chính thức ra mắt sản phẩm tại Trung Quốc vào ngày 20 tháng 11. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày, cuộc đua mới trên AnTuTu. Sau khi Snapdragon 8 Gen 3 ra mắt và sự xuất hiện của Dimensity 9300 bên cạnh con chip A17 Pro, cuộc đua trên AnTuTu vẫn tiếp diễn theo cách riêng của nó. Mới đây, một chiến binh khác đã xuất hiện, đó là Oppo Find X7. Về trang bị, vi xử lý này sử dụng Dimensity 9300 của MediaTek, đi kèm 16GB RAM LPDDR5T và bộ nhớ trong chuẩn UFS 4.0, dung lượng tới 1TB. Trên AnTuTu, máy đạt tổng cộng 2,27 triệu điểm. Đặc biệt, GPU đạt tới 911.000 điểm nhờ màn hình 120Hz cùng các trang bị cao cấp khác. Bản thân Oppo cũng xác nhận dòng Find X7 sẽ tối ưu hóa camera cực mạnh và hỗ trợ kết nối vệ tinh. Cùng lúc, hãng cũng hé lộ mẫu Find X7 Pro sẽ dùng chip Snapdragon 8 Gen 3, hứa hẹn hiệu năng sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa và có cảm biến camera Sony LIT900 mới tới 1 inch. Với những thông số vượt trội như vậy, Find X7 và X7 Pro hứa hẹn sẽ đem đến những trải nghiệm tối tân nhất cho người dùng. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.